52 phút thì những vết rạch đầu tiên của ca phẫu thuật đã chính thức được triển khai. Và theo quan sát của tôi lúc này thì ekip của tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Định làm trưởng ekip phẫu thuật phần ngoại tổng quát, tức là phần ổ bụng tách rời phần dạ dày ruột non, vẫn đang tiếp tục thực hiện. Theo bệnh viện thì ekip phẫu thuật hôm nay gần 100 người, được chia ra làm 11 ekip. Lần lượt các ekip sẽ trình tự bước vào phòng mổ để phối hợp. Ngoài ra, để thực hiện ca phẫu thuật này thì Bệnh viện Di động thành phố đã tham vấn 9 chuyên gia. Có mặt tại phòng mổ còn có giáo sư Trần Đông A, ông là trưởng ekip ca phẫu thuật lịch sử tác dính thành công ca Việt Đức 32 năm trước. Giáo sư Trần Đông A đánh giá đây là một cột mốc phẫu thuật khi mà tất cả các bước thực hiện đều do bác sĩ Việt Nam. Thành công nhưng mà nó không chính xác trên 70%. Nếu không có biến chứng thì nhưng các biến chứng đã được bằng bất kỳ nhưng y khoa muốn làm không phải đúng mà cũng chính xác thì tiếp cận với sự chính xác, nên chúng tôi đã phải thảo luận cả khi có bất chắc phải làm những gì. Nói về sự phức tạp của ca phẫu thuật lần này, các chuyên gia cho rằng đây là ca song sinh hiếm gặp bởi dính nhau vùng bụng chậu với bốn chân tách rời. Các phương tiện hiện đại soi chiếu cho thấy hàng loạt bất thường ở vùng bụng của hai bé. Hàng trăm cuộc hội chẩn đã được chuẩn bị. Trước đó vào chiều ngày hôm qua thì các khâu chuẩn bị phẫu thuật đã được các y bác sĩ chuẩn bị cho hai bé. Sau khi mà mổ xong á, là hai bé sẽ được ở riêng với ba mẹ, là ở cái phòng cái cụm cách ly. Mỗi bé là có hai điều dưỡng với một bác sĩ chăm sóc. Trưởng ekip đánh giá đây là một hành trình khó khăn, nhưng bằng tất cả tâm lực của mình, các y bác sĩ kỳ vọng sẽ cố gắng vượt qua khó khăn với tâm niệm trả lại cho hai bé một cuộc đời lành lặn như bao trẻ khác.